Xin chào mọi người nhé, chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Toàn Máy Bãi. Nay Toàn Máy Bãi lại lên cho mọi người một lô máy cưa, máy cắt cỏ. Thì trên lô đây có 3 con máy cưa xích Estin. Hai con, 3 con này là Estin MS200 và 020 ấy mọi người. Kế bên đấy là con vàng vàng, đấy là con Ryobi. Ryobi này thì nó là hãng Mitsu mọi người nhé. Tem thì nó đóng Ryobi và màu dàn áo thì nó để màu vàng, nhưng mà nó thực ra nó là Mitsubishi mọi người nhé. Con này là TL33 36 ly. Bên cạnh là con Maruyama 38 ly. Hai con này thì tương đương với nhau mọi người. Con Maru piston lớn hơn, nó 38 ly nhưng nó 32cc. Còn con Mitsu thì 33 piston 36 ly. Đấy. Con Maru này về nổ luôn, nên là Toàn Máy Bãi không có dọn rửa nữa, để như vậy quay luôn cho mọi người. Đầu bò cần chắn cỏ zin nguyên luôn mọi người nhé. Còn cái con Mitsu kia thì mới ráp cần lên. Đấy, đầu bò chắn cỏ zin hết. Còn zin hết mọi người nhé. Thì chút xíu nó Toàn Máy Bãi sẽ báo giá từng con cho mọi người. Đấy, mọi người thấy đây này, ốc nhái vẫn còn hoen màu của reset đây. Nhưng nói chung cái này mình chỉ cần rửa sơ qua là nó hết mọi người nhé. Rửa sơ qua là hết. Nó xài một cái tum lớn, tum rời mọi người. Nó xài tum rời côn lớn. Dòng này chạy rất là ngon. Mọi người có thể gắn vào bơm nước, khoan đất, rồi cắt cỏ. Nói chung là dòng này thì xài rất là vừa rồi. Hàng máy Nhật thì rất là êm. Mọi người có thể là lựa chọn những cái con máy này, thì giá của nó thì nó chỉ khoảng hơn 2 triệu thôi mọi người nhé, 2 triệu 6. Còn con Mitsu này thì nó cao hơn nhiều, Mitsu thì rất là cao rồi. Máy rất là đẹp, về để nguyên vậy quay lên cho mọi người xem luôn. Và bên Toàn Máy Bãi thì bán hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ha, ở trên góc bên trái màn hình, qua hai số điện thoại là 0947207718 hoặc 0941797478. Đây là ba con máy cưa. Một con đầu tiên bên tay trái đây này, là con này là MS200. Con ở giữa là con 020. Con bên tay phải ngoài cùng thì nó sẽ là MS200 mọi người nhé. Giá của hai con máy ở bên thì nó là 3 triệu 2. Còn cái con bên phải ngoài cùng đấy, con bên phải ngoài cùng, cái lam đen đen này, đây con này thì có giá là 2 triệu 9 mọi người nhé. 2 triệu 9. Nó rẻ hơn vì nó xứt một chút cái phần ốp lam này. Thì nói chung là máy móc thì đấy, bên này nó còn liền, bên này thì nó xứt một chút, do vận chuyển thì nó bị rơi, nó cấn thôi. Còn máy móc thì nguyên zin nguyên bản, rất đẹp luôn. Thắng xích sử dụng ok. Dòng này chạy bốc anh em nhé, dòng này chạy bốc. Đấy, lam xích còn zin của nó luôn. Xích thì còn 90%, chưa đụng rũa anh em nhé, xích chưa đụng rũa. Đây là phần lọc gió của nó. Lọc gió của nó thì xài lọc gió trụ. Ở bên Toàn Máy Bãi bán hàng thì có chế độ bảo hành nhé. Mua máy thì có bao lam, rũa, tẩu, buji tặng kèm cho anh em. Con máy này mới dọn xong cũng chưa có nổ. Mình phải kéo kéo e nhé, giật lên. Hơi rất là chắc, giật là nó phụt xăng lên là nó nổ. Máy rồi, giật lại cho mọi người nghe, rất là nhảy nổ nhé. Ơi con này rất là chắc luôn,
hực hực hực. Mọi người thấy này, cầm cái dây giật nhấc cái máy lên rung rung mà nó không chịu xuống. Đảm bảo cho mọi người là cái hơi còn rất là tốt, hơi của nó còn rất là chắc mọi người nhé. Dòng này piston tổng của nó 40 ly, 30 cc. Cái dây giật nó kiểu như là nó hơi khô chút xíu mọi người. Xong rồi hơi hẳn nó hơi khô. Ngày mai cái này cho một chút mẫu bò vào để nuôi cái mỡ đi á. Đó, điểm trừ của nó là bị sứt một chút ốp lam thôi. Còn bây giờ mình sẽ nổ con Maruyama này cho mọi người nghe. Mình nổ thì sẽ kéo e lên nhé. Kéo e lên. Bơm xăng một chút. Máy về cũng... căng chỉnh sơ qua là máy nổ rất là êm. Nhả ga về Galaxy rất là thì thầm mọi người nhé. Máy rất là êm. Galaxy thì thầm luôn. Chế zin 2 kim. Máy rất bốc. Công tắc tắt máy thì nó nằm ở trên đấy. Và cái con máy này thì mọi người không thể nào quên bật công tắc được. Công tắc của nó nhiệt là nó tắt và mở là nó sẽ thả là nó sẽ mở luôn. Mình nổ luôn con Mitsu này cho mọi người nghe. Bơm xăng kéo e lên. Rồi ok. Rất là tùy thầm luôn. Chưa gắn tay nên là cắm đây thì nó mới tắt được máy. Garanti cực kỳ ngon mọi người. Mọi người xem video nếu thấy ok thì hãy để lại cho Toàn xin một like nhé. À mình quên chưa báo giá con hai con ngoài này phải không nhỉ? À hai con ngoài này là 3,2 triệu, còn con bên tay trái này, con này thì sẽ là 2,9 triệu. Cảm ơn mọi người nhé. Mọi người xem thì like và đăng ký, và có bình luận gì hãy để lại bình luận bên dưới phần comment giúp Toàn với bãi nhé. Rồi quay sơ qua tổng thể cho mọi người xem lô hàng hôm nay. Lô hàng toàn máy VIP. Lô hàng toàn máy VIP thôi. Toàn những cái dòng mà anh em đi săn rất là nhiều. Rất là khó để săn được những con máy đẹp như thế này. Rồi. Toàn máy bãi thì địa chỉ ở Vụ Bổn, Cô Đông Bách, Đắk Lắk. Mọi người có thể, nếu có ở gần thì mọi người có thể tới và xem hàng trực tiếp nhé. Hàng tới đây thì khả năng là sẽ có rất là nhiều những cái dòng máy đẹp cho mọi người. Máy các góc cạnh luôn, các góc cạnh còn rất là đẹp, rất là nét. Anh em nào mua hàng thì cứ liên hệ nhé. Qua số điện thoại là 0947 207718. Toàn ở Vụ Bổn, Cô Đông Bách, Đắk Lắk. Số điện thoại thứ hai.